Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với cộng đồng cư dân tương đối lớn so với các dân tộc thiểu số khác, dân tộc Thái đã tạo nên một bản sắc văn hóa rất riêng với nhiều di sản có giá trị. Dù đứng trước làn sóng đổi mới mạnh mẽ của thời kỳ hội nhập và phát triển, cộng đồng dân tộc Thái vẫn luôn có ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nhờ đó, văn hóa dân tộc Thái đã vững vàng tồn tại và thể hiện bản sắc riêng trong bức tranh chung của 54 dân tộc anh em. Văn hóa dân tộc Thái vừa giữ được tính truyền thống, vừa mang tinh thần hội nhập. Điều đó đã tạo nên giá trị cũng như sức mạnh trường tồn cho văn hóa dân tộc Thái ngày hôm nay. Đồng bào dân tộc Thái đã có mặt ở Việt Nam từ khoảng hơn 1.000 năm trước. Lịch sử phát triển của dân tộc này gắn bó mật thiết với khu vực vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, một số ít cư dân sinh sống ở phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là một dân tộc mà văn hóa của họ chứa đựng nhiều giá trị truyền thống, được cất giữ trong những di sản còn lưu giữ được cho đến ngày nay. Có thể nói, văn hóa dân tộc Thái là một kho tàng với đầy ắp các di sản vật thể và phi vật thể có giá trị. Nó được thể hiện qua tín ngưỡng dân gian, tập quán sinh hoạt, trang phục, kho tàng dân ca, dân vũ và chuyện cổ. Nhắc tới văn hóa Thái, đầu tiên phải nhắc tới những hình ảnh rất đỗi quen thuộc như nhà sàn, chiếc khăn piêu và điệu xòe uyển chuyển. Những cô gái Thái trong trang phục truyền thống vừa giản dị vừa tinh tế, khéo léo khoe sự duyên dáng và đằm thắm của họ. Trang phục dân tộc Thái có đặc trưng riêng, không lẫn với các dân tộc khác và vẫn giữ được những nét đặc trưng ấy qua thời gian. Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái với váy dài, áo ngắn bó sát với hàng khuy bạc ở giữa, đi kèm với xà cạp, xà tích, khăn piêu đã trở thành hình ảnh đặc trưng cho tộc người. Dân gian có câu xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước, ý nói bạn của người Thái thường ở gần với sông suối. Họ có nhiều kinh nghiệm trong các việc liên quan đến lao động sản xuất gắn với nguồn nước như đào mương, dựng con nước. Người Thái ở nhà sàn bằng gỗ với sàn cao, lợp lá cọ hoặc ngói. Mỗi nhà tùy theo gia cảnh mà dựng 3 gian hoặc 5 gian. Người Thái đen làm nhà thường tạo mái hình mai rùa, trang trí hai đầu nóc nhà bằng khâu cút theo phong tục xưa truyền lại. Trong hoạt động tín ngưỡng dân gian, các lễ hội của người Thái được coi là đặc sắc và chứa đựng nhiều giá trị văn hóa nhất. Ở đó, người ta có thể thấy sự hội tụ của nghi lễ, phong tục, diễn sướng dân gian, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, những màu sắc đặc trưng của văn hóa Thái. Giống như người Kinh, ngày lễ lớn nhất của người Thái là vào dịp Tết Nguyên Đán. Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, từng nhà sẽ tổ chức một lễ cầu an, tùy vào điều kiện gia đình mà lễ cầu an được tổ chức đơn giản hoặc phức tạp. Đây là một nghi thức không thể thiếu trong những ngày cuối năm. Phần quan trọng của nghi lễ cầu an là làm lễ tổ tiên trong nhà.
Trước các mâm cúng, thầy Mo cầm một chiếc quạt, đọc bài cúng tổ tiên, về nhận lễ vật, dùng cỗ vui vẻ con cháu, đồng thời mong tổ tiên thần linh ban phúc, phù trợ cho gia đình con cháu bình yên, làm ăn suôn sẻ, ngô lúa sinh sôi, gia súc gia cầm, đàn đàn lớp lớp. Nghi lễ này còn nhằm mục đích tiễn đi những điều xấu, không may trong năm cũ để đón một năm mới bình an. Thường lệ cái lễ của người Thái đen của chúng tôi là cứ đến cái vụ mùa thì chúng tôi đi gặt hái về, xong là cái bữa cơm đầu tiên thì chúng tôi chuẩn bị một mâm cơm để bày lên, trình bày lên báo cáo với tổ tiên là năm nay thì báo cáo với tổ tiên thì năm nay là mùa màng mình đã thu về rồi, là trước khi mình ăn trước thì phải cho tổ tiên ăn trước, báo cáo với tổ tiên. Xong là đến cái hôm ấy mình cũng mời anh em về ăn khoảng 1-2 mâm cơm gì đấy. Ngoài lễ cầu an, người Thái còn có một lễ hội lớn có từ lâu đời, đó là lễ hội hết trá. Hết trá xưa kia là hoạt động tâm linh gồm nghi thức cúng lễ và hội, được thực hiện ở nhà của một thầy Mo và thường chỉ với quy mô của hộ gia đình. Mỗi ông thầy Mo của bản sẽ thay phiên nhau làm lễ một lần trong năm vào đúng mùa hoa ban, hoa mạ nở rộ. Năm này qua năm khác, đồng bào Thái trắng duy trì tập tục này như một hoạt động tín ngưỡng dân gian, cũng là một nét văn hóa độc đáo mỗi độ xuân về. Qua một thời gian bị gián đoạn, đến khi lễ hội được khôi phục, đông đảo bà con dân tộc Thái ở bản Áng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hưởng ứng. Hết trá đã trở thành một lễ hội cộng đồng, giúp con cháu ghi nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Hàng năm là những người mà biết cúng thì người ta cúng xong thì người ta khỏi bệnh, người ta đến Tết Nguyên Đán người ta hay mang lễ tạ ơn. Nhưng trong thời điểm Tết Nguyên Đán thì những ông thầy Mo đấy, tức là nó nhiều, nó đông con nuôi quá, tức là ông ấy mới hẹn bảo đến tháng 2, tức vào mùa hoa ban, hoa mạ nở, thì đến cái mùa đấy là con nuôi sẽ đến cùng ăn Tết và vừa tạ ơn luôn. Đấy là cái ý nghĩa của lễ hội hết trá như vậy. Vị trí trung tâm của ngày hội là cây nêu, hay còn gọi là cây vũ trụ, cây vạn vật. Mọi hoạt động của lễ hội đều diễn ra chung quanh cây nêu này. Người Thái quan niệm cây nêu tượng trưng cho mường trời, mường đất và mường người, được trang trí bởi hàng trăm tác phẩm thủ công truyền thống được đan bằng chỉ, nan tre hoặc gỗ bởi những người phụ nữ trong bản. Cây nêu là hình tượng thu nhỏ nhưng đầy đủ và sinh động nhất về các hoạt động sinh hoạt của người Thái như trống, chiêng, thuyền, các loại chim muông, hoa lá. Người dân bản thường mất nhiều tuần để hoàn thành hàng chục chiếc trống chiêng nhiều màu sắc như thế này và hàng trăm con giống bằng nan tre để tạo nên một cây nêu độc đáo, rực rỡ, trung tâm của cả lễ hội. Ta nói là cái sáng trá này là nó bao gồm tất cả những cái cây cỏ hoa lá, rồi là chim muông thú rừng ở trên rừng là họ thể hiện trên cây nêu. Đấy là một cái ý nghĩa linh thiêng của nó. Cái cây nêu này nó có một cái khung
bốn chân và nó có hai cái cột cây nêu cao lên. Đấy, thì hai cái cột cây nêu này nó tượng trưng cho đôi vợ chồng. Phần lễ bao giờ cũng là phần linh thiêng nhất và thể hiện tín ngưỡng dân gian của đồng bào Thái. Các vật phẩm cúng lễ là những đồ quan trọng với người Thái. Bên cạnh lễ mặn, một số vật dụng quen thuộc trở thành hình ảnh biểu tượng của dân tộc như chiếc khăn piêu, những đồng bạc của người Thái cũng không thể thiếu trong mâm cúng lễ. Khi trở thành một hoạt động cộng đồng, lễ hội không chỉ là dịp để những người con nuôi tới cảm ơn thầy Mo, mà đã trở thành lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần linh, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau phần làm lễ là nghi thức rước hoa ban, hoa mạ. Với người Thái, đây là hai loại hoa biểu tượng của dân tộc, cũng là loài hoa báo hiệu cho mùa lễ hết trá sắp đến. Bởi vậy, trong phần hội, nghi lễ rước hoa mạ, hoa ban là một phần nghi lễ quan trọng, báo với tổ tiên và thần linh rằng đã đến đúng thời điểm để tổ chức lễ hội. Cái lễ rước này là nó mang cái ý nghĩa tượng trưng là đến cái mùa hoa mạ hoa ban ấy, người ta tổ chức cái buổi lễ hết trá này, ý nghĩa của nó như vậy. Không được làm vào những cái tháng khác. Thì mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi cũng thường thường tôi cũng vẫn là làm hội rồi. Còn làm lễ để đúng vào tháng 2 này mới làm lễ thực sự đấy. Trong ngày hội, ngoài phần múa hát dân gian, khắp trá có lẽ là tiết mục được mong đợi nhất và là phần quan trọng nhất trong lễ hội. Trong lễ hội, bà con đã chất lọc những ý nghĩa tâm linh và đời sống đưa vào trong phần diễn trò của điệu khắp trá. Khắp trá có làn điệu riêng, lúc vui nhộn, lúc thì du dương, sâu lắng, còn được đệm thêm nhạc của sáo mo, trầm bổng, nhịp rộn ràng, càng làm cho làn điệu này thêm hấp dẫn, linh thiêng. Khắp trá tái hiện lại cuộc sống của bà con một cách sinh động với những câu chuyện đầy tinh tế. Đầu năm đã có mưa nhiều. Thầy mời trai gái thi tài nấu ăn, vãi vợ rơi ra sàn. Nam anh mở hồi khoe tài, nấu canh xào trứng lai dai cả ngày. Mường Lò nổi tiếng là vùng cánh đồng rộng lớn thứ hai của Tây Bắc. Nơi đây được xem là mảnh đất quần cư đầu tiên của người Thái đen trên lãnh thổ Việt Nam. Cũng chính vì thế, đây còn được coi là nơi khởi nguồn cho dòng chảy văn hóa dân tộc Thái trên dải đất hình chữ S. Những ngày cuối năm cũ hoặc đầu năm của người Thái ở nơi đây thường diễn ra một ngày lễ quan trọng, đó là lễ tạ ơn. Nguồn gốc của ngày lễ này bắt nguồn từ quan niệm dân gian của người Thái cho rằng thầy Mo là người giúp mình chữa bệnh, cầu an. Mang ơn thầy Mo nên cứ mỗi dịp cuối năm cũ hoặc đầu năm mới, con cháu lại đến tạ ơn thầy Mo. Vì vậy, lễ thường được tổ chức tại nhà của thầy Mo. Vào ngày tổ chức, mỗi gia đình phải chuẩn bị lễ vật riêng rồi mang lên nhà thầy. Thầy cúng sẽ làm lễ mời thần linh xuống chứng giám và phù hộ cho sức khỏe.
Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau uống chén rượu, chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe. Và sau đó, cuộc vui bắt đầu với các trò chơi, hát múa. Theo tục lệ của người Thái, trong những dịp lễ Tết như thế này, điệu xòe là hoạt động không thể thiếu. Nhạc lên, trong không khí nhộn nhịp, náo nức, điệu xòe uyển chuyển, ngay lập tức có sức cuốn hút kỳ lạ. Cùng với âm thanh của tiếng khèn, tiếng hát, những động tác xòe càng trở nên hấp dẫn hơn. Múa xòe là hình thức sinh hoạt văn hóa rất đặc trưng của người Thái, góp mặt trong phần lớn những nghi lễ truyền thống quan trọng. Điệu xòe gắn bó với đời sống sinh hoạt và lao động của người dân từ xa xưa. Đến nay, nó đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi văn hóa dân tộc Thái. Dù xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng điệu xòe ở Mường Lò có lẽ thấm đẫm linh hồn của người Thái hơn cả. Bởi lẽ, Mường Lò là nơi vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn 6 điệu xòe cổ. Các động tác, cử chỉ, dáng đi, đứng của xòe cổ được coi là nguồn gốc cho nghệ thuật dân vũ của người Thái về sau này. Đồng Thái coi xòe đấy là vui, múa đây là múa vui, phè đấy là hướng tới một tương lai tươi sáng, và xòe đấy là tạo nên một niềm cộng cảm giữa thế hệ hôm nay và thế hệ phía trước, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau. Nó thể hiện một cái rất là bình đẳng, ai cũng xòe được, dù quan to, dù người giàu hay người nghèo, người già hay người trẻ. Khi mà tiếng kèn cất lên thì tất cả ai cũng nhún nhảy, ai cũng cầm tay nhau xòe. Cho nên xòe là cái bình đẳng nhất, không phân biệt. Đấy. Thế thì cái xòe thì nó cũng thể hiện một cái động tác lao động của mình thôi. Trong số các di sản của người Thái, nghệ thuật xòe đã được làm hồ sơ và đang trình UNESCO xem xét là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xòe Thái mang tính biểu tượng, thể hiện nhân sinh quan, vũ trụ quan, tâm tư, tình cảm của người Thái và có nhiều ý nghĩa, chức năng đối với cuộc sống tinh thần của người Thái qua nhiều thế hệ. Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, là dấu ấn và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc. Việc quảng bá, truyền dạy hay gắn với phát triển du lịch đã giúp giữ gìn và phát huy giá trị các điệu xòe Thái trong cộng đồng. Là một dân tộc có nền văn hóa đặc trưng, dân tộc Thái ghi dấu ấn của mình bởi những màu sắc văn hóa riêng biệt và nổi bật. Văn hóa dân tộc Thái mang giá trị truyền thống từ nhiều đời và vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi cho đến ngày nay. Điều đó đã cho thấy sự thống nhất trong ý thức bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người dân tộc Thái trong thời kỳ hội nhập. Thank you.
xưa đến nay, người dân tộc Thái đã rất có kinh nghiệm trong việc đào mương, dựng cọ nước, bắc các máng nước tưới tiêu cho đồng ruộng của mình. Bởi vậy mới có câu, người Xá ăn theo lửa và người Thái ăn theo nước. Có lẽ chính cuộc sống gắn với sự vơi đầy của con nước suốt bao thế hệ đã khiến người Thái hình thành nên cả một đời sống vật chất và tinh thần vô cùng phong phú. Đến Mộc Châu vào thời điểm những rừng mơ, rừng mận xanh mướt, trải dài miên man đang vào mùa quả chín. Tìm đến nhà ông Vì Văn Lít, một trong những người đã có công phục dựng lại lễ cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu, đồng thời cũng là người đã phát hiện ra hang Hạng Lôm, còn gọi là hang gió, nằm trong khu rừng già thuộc địa phận xã Mường Sang, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện nay, hang Hạng Lôm cũng đã trở thành địa điểm tham quan du lịch cho những người ưa khám phá bởi sự hoang sơ của một hệ thống hang động kỳ ảo, độc đáo. Là người yêu thiên nhiên và mong muốn phát triển du lịch trên mảnh đất quê nhà, nên hang Hạng Lôm cũng là tâm huyết nhiều năm nay của ông. Để có những bóng điện thắp sáng trong lòng hang, ông đã phải tự mình lặn lội mang máy phát điện vào lắp đặt. Với ông, mỗi lớp nhũ thạch, mỗi phiến đá hay mỗi dòng suối chảy trong lòng hang đều như có linh hồn. Vậy nên ông đặc biệt gìn giữ và yêu ái đặt cho những cái tên đặc biệt như Tháp Kim Cương, Thác Sữa Mẹ. Và đến nay, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày khám phá ra hang Hạng Lôm, nó đã trở thành niềm tự hào của ông trong việc gìn giữ, bảo vệ những di sản trên mảnh đất quê hương. Không chỉ tâm huyết với việc bảo vệ những giá trị thiên nhiên ban tặng, ông Vì Văn Lít cũng là một trong những người rất am hiểu văn hóa của dân tộc mình. Cùng với người dân trong bản, ông đã góp phần khôi phục lại lễ cầu mưa, truyền thống đặc trưng của dân tộc Thái miền Tây Bắc. Với người Thái, nước là báu vật thiêng liêng và cũng là thứ đáng sợ của những người làm nông. Vậy nên lễ cầu mưa chính là mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong lễ cầu mưa của người Thái Mộc Châu, có lẽ công đoạn chuẩn bị lâu nhất, cầu kỳ nhất đó chính là làm cây vạn hoa hoặc vạn vật theo cách gọi của người Thái. Chú ơi, lý do vì sao mà người ta gọi cái cây này là cây vạn vật ạ? Nói chung là cái cây vạn vật đấy là nó phải đủ các loại, cả dưới nước, cả trên cạn đều có hết mà, cả con ốc, con ấy là đều có hết. Cái vòng xanh này là tượng trưng là hạt mưa, còn cái loại vàng kia là bông lúa. Đấy. Còn cái này là con ve, còn cái này là con chim. Và cái vòng tròn này thì là gì ạ? Cái này là tượng trưng là cái quả đất mình đấy thôi, của cầu ấy. Ý nghĩa của nó là thiếu nước, hạn hán, thiếu nước là chết khô, chết hạn. Đấy, thế cho nên là người ta mới lấy cái này để làm bằng chứng, để trình lên ông Then, xong mới xin mưa. Đối với lễ cầu mưa của người Thái, cây vạn vật là vô cùng quan trọng, bởi qua hình tượng của những con trai, con ốc, con chim, con ve hay những dụng cụ sinh hoạt của người dân, lời khấn sẽ được gửi lên ông Then, tức ông trời. Mỗi vật đều tượng trưng cho sự khô hạn và khát khao có một nguồn nước để vạn vật sinh sống, cây cỏ tốt tươi. Tuy lễ cầu mưa năm nào cũng diễn ra, nhưng có một điều đặc biệt là người Thái không bao giờ sử dụng lại cây cũ. Cây vạn vật luôn luôn phải được làm mới như một sự thành kính dâng lên cho ông trời.
So với lễ cầu mưa của các dân tộc khác, thì lễ cầu mưa của người Thái có rất nhiều nét riêng biệt và độc đáo. Trong đó, hình tượng người đàn bà quá được xem như biểu tượng cho sự dũng cảm, đức hy sinh của người phụ nữ và cũng là người không thể thiếu trong lễ cầu mưa. Chọn bà quá đi lấy nước ấy là người ta phải họp dân. Chọn lấy một cái bà quá coi như là thật là đứng đắn thì người ta mới chọn lấy cái bà quá đấy. Xong mới bắt đầu lấy cái bà quá đấy là cái tiểu sử của nó hồi xưa đấy, là cái bà quá này coi như là cứ ở dưới trần gian này là không có nước, rất hạn hán. Thế cho nên họ mới bắt đầu họ mới tập trung họp bàn nhau sẽ đi lên xin với Ngọc Hoàng. Thế là ai cũng sợ chết. Thế cuối cùng không có ai dám xung phong đi. Thế cuối cùng bà quá này mà tôi cũng sống độc thân thôi, chết là để cho tôi chết. Thế bà mới xung phong đi. Thế thấy bà có khí thế như thế thì tất cả coi như là dân làng là đều coi như là đi theo. Thế cho nên là bà quá này là phải có trách nhiệm đi đầu, dẫn đầu. Gắn với truyền thuyết đó, nên trước khi bắt đầu lễ cầu mưa chính, bà quá cùng ông then và thầy cúng sẽ dẫn đầu đoàn rước đi một vòng quanh bản. Bà quá một bên gánh đôi ống bươm đựng nước, một bên tay xách chiếc lồng gà. Cứ mỗi khi đến một gia đình, bà quá sẽ vào nhà và gọi người phụ nữ cùng đi lấy nước. Qua buổi lễ cầu mưa, những người Thái như ông Lít không chỉ gửi thông điệp cá nhân, cầu mong mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no, mà họ còn khẳng định sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên là những mối quan hệ không thể tách rời. Đặc biệt, cũng là cách người Thái thể hiện sự trân trọng với những nét đẹp trong phong tục tập quán của cộng đồng làng bản. Đến đây, thời lượng chương trình Dân tộc và Phát triển đã hết. Chúng tôi luôn hy vọng chương trình mang đến nhiều thông tin hữu ích cho khán giả. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvanhoa@nhân dan.org.vn hoặc qua số điện thoại 024-32-669-508. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.